Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, chiều qua 14 tháng 7, thành ủy Tân An tổ chức hội nghị trực tuyến ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ 6 khóa 11 tại 15 điểm cầu thuộc ủy ban nhân dân thành phố Tân An, ủy ban nhân dân các xã và một điểm cầu chính tại thành ủy Tân An. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đánh lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác đã đề ra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, vừa nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo tất cả chỉ tiêu đề ra đều đạt và dược tiến độ đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung quyết liệt. Phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Lê Công Đỉnh, bí thư thành ủy Tân An đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, đối phó hiệu quả với dịch COVID-19, chuyển một hoạt động của cơ quan đơn vị sang các phương thức phù hợp với diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, không để đình trệ công việc, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong hôm qua, Đoàn Công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã đến kiểm tra tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Cần Duộc. Hiện sản lượng rau trên địa bàn quyện khoảng 61 tấn mỗi ngày, sản lượng tôm từ 10 đến 12 tấn một ngày. Các loại rau được tiêu thụ khá tốt, nơi tiêu thụ là các chuỗi cửa hàng tiện ích, siêu thị, các điểm bán thực phẩm tại nhà. Mỗi ngày, các hợp tác xã trên địa bàn quyện tiêu thụ từ 20 đến 25 tấn rau. Riêng con tôm gần như không còn nơi tiêu thụ nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông sản, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyền đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã giải quyết các khó khăn trong thu mua, dần chuyển qua các chốt kiểm soát, đồng thời làm cầu nối liên lạc giữa các hợp tác xã nông nghiệp trong quyền với các hợp tác xã chuỗi cửa hàng tiện ích thuộc thành phố Hồ Chí Minh trong cung cấp nông sản. Ông Nguyễn Thanh Truyền, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, hứa sẽ sớm phối hợp với sở ngành có liên quan kết nối thông thương với thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ tôm cho người dân trên địa bàn quyền Cần Duộc nói riêng và của tỉnh Long An nói chung. Một nội dung đáng quan tâm khác trên lĩnh vực nông nghiệp là việc sản xuất theo tiêu chuẩn dị cáp. Thời gian qua, Long An đã quan tâm thực hiện vấn đề này. Đến nay, tỉnh có khoảng 1.500 hecta cây trồng được chứng nhận dị cáp, qua đó giúp nâng cao chất lượng, giá trị cho hàng nông sản việc sản xuất theo hướng nhiệt gáp giúp tạo ra các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường sức khỏe người tiêu dùng và truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm đặc biệt sản xuất theo hướng nhiệt gáp sẽ tiết kiệm được chi phí do sử dụng các nguồn vật tư đầu vào quản lý sản xuất hiệu quả hơn thông qua đánh giá nội bộ và cải tiến các điểm chưa phù hợp trong hệ thống quản lý từ đó làm tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân Hiện Long An có khoảng 1.500 hecta với 67 cơ sở được chứng nhận diệt gáp trên các sản phẩm lúa, rau, quả. Trong đó, quả chiếm diện tích lớn nhất với khoảng 939 hecta. Mặc dù việc sản xuất theo các tiêu chuẩn diệt gáp mang lại nhiều lợi ích cho người sản xuất, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế do một số địa phương sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, chi phí áp dụng các mô hình tiên tiến cao, trình độ của nông dân còn hạn chế. Cùng với việc ngại thay đổi tập quán canh tác, cho nên việc áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào sản xuất gặp nhiều khó khăn. Trên lĩnh vực giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và giảm tải đào tạo cho bậc trung học phổ thông, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phân luồng sau trung học cơ sở, qua đó đạt những kết quả khả quan năm học 2020-2021, toàn tỉnh có trên 14.800 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trúng tuyển vào lớp 10, giáo dục phổ thông của các trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập, đạt 71% so với tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Gần 1.600 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 giáo dục thường xuyên đạt 7,6%. Bên cạnh đó, nhờ được tuyên truyền, hướng nghiệp đầy đủ nên một số học sinh sau khi học xong bậc trung học cơ sở đã lựa chọn không tiếp tục học lên trung học phổ thông mà vào học tại các trường đào tạo nghề cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và lực học của bản thân. Theo đó, toàn tỉnh có trên 2.400 học sinh vào học các lớp nghề trình độ sơ cấp, trung cấp đạt 11,5% so với tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021. Đây được xem là tiền đề quan trọng chuyển dần nhận thức từ việc học có bằng cấp cao để được làm thầy sang học có nghề nghiệp mà xã hội đang cần. Đối với ngành công thương, những năm qua đã luôn chú trọng tập trung cải thiện các chỉ số BCE trong lĩnh vực vụ trách, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2021, ban lãnh đạo Sở Công Thương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai thông tin, tiếp nhận và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hoàn thiện kết nối liên thông trong tỉnh và thực hiện kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia xây dựng cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ, công khai, xây dựng diễn đàn tiếp nhận và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của sở. Có giải pháp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong đại dịch Covid-19 hiện nay. Cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách là động lực cốt lõi, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững, là cơ sở củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của các cấp, ngành địa phương, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong tỉnh. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine phòng COVID-19 Janssen. Đây là vaccine do công ty trách nhiệm hữu hạn Johnson Johnson Việt Nam cung cấp. Quyết định của Bộ Y tế cũng nêu rõ Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19, vaccine Janssen theo quy định tại Điều 67, Nghị định 54-2017 NDCB. Khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu, Bộ Y tế cũng nêu rõ, công ty trách nhiệm hữu hạn Johnson Johnson Việt Nam phải phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để triển khai quản trị rủi ro đối với vaccine COVID-19, vaccine Janssen trong suốt quá trình lưu hành tại Việt Nam. Việc sử dụng vaccine COVID-19, vaccine Janssen phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Thưa quý vị, để tạo điều kiện thuận lợi cho các xe hàng hóa chở nông sản thực phẩm từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh khi cả ba chợ đầu mối vẫn đang ngừng hoạt động. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động trung tâm trung chuyển hàng hóa đặt tại bãi xe container chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Nơi đây dự kiến trung chuyển 1.500 đến 2.000 tấn rau quả thực phẩm mỗi đêm phục vụ cho người dân trong thời gian giãn cách. Khu vực này rộng gần 10.000 10 m vuông, phía sau chợ đầu mối Thủ Đức được chia làm 18 ô riêng cho 18 thương nhân làm điểm trung chuyển hàng hóa rau củ quả, trái cây từ các tỉnh về cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý chợ sẽ kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề dịch bệnh, chỉ xe tải chở hàng từ các tỉnh về và xe tải nhỏ vào nhận hàng đã đăng ký trước mới được ra vào, tuyệt đối không có xe ba gác hay xe máy đến chở hàng. Hàng hóa về đến đây sẽ được bốc xếp lên xe tải nhỏ chở đi ngay cả tài xế và nhân viên bốc xếp đều phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Có kiểm tra Covid hết rồi. À. đủ điều kiện rồi xe mới được thông hành rồi. Mình vệ sinh chỉ, khi tiếp xúc tài xế đứng khoảng cách an toàn rồi có đồ bảo hộ rồi nữa. Công ty sẽ hỗ trợ về các cái mặt giống như là thủ tục cho à, trung chuyển hàng hóa tại chợ các cái đội ngũ mà kiểm tra hàng hóa và các chiếc xe vào chợ được thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. Trạm trung chuyển hoạt động từ 17 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.500 đến 5.000 tấn nông sản thực phẩm từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp tạm thời để bổ sung kịp thời nguồn cung nông sản thực phẩm cho thành phố trong thời gian giãn cách. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo những biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan toàn cầu, gây khó khăn hơn cho nỗ lực kiểm soát dịch. Để đối phó với nguy cơ trên, nhiều chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, các biện pháp phòng dịch được nhiều nước áp đặt trước đây như đeo khẩu trang giữa khoảng cách tối thiểu 2 mét, vệ sinh tay và cải thiện hệ thống thông gió trong không gian kính vẫn là chìa khóa quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tiêm chủng vaccine ít nhất 10% dân số ở mỗi quốc gia vào tháng 9 tới, cũng như việc chia sẻ nguồn cung vaccine giữa các nước. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay, giới khoa học đã xác nhận có 4 biến thể đang hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới gồm alpha, beta, gamma và đặc biệt là biến thể delta được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và hiện có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất. Ngày 15 tháng 7, Indonesia đã khởi động chương trình cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho những người mắc COVID-19 đang phải tự cách ly tại nhà. Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân trong bối cảnh hệ thống y tế của quốc gia Đông Nam Á này đang bị quá tải. Phát biểu tại sự kiện, tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, trong giai đoạn đầu tiên, 300.000 gói thuốc sẽ được phân phối cho những người đang tự cách ly tại hai đảo Java và Bali, tiếp đó là 300.000 gói khác cho các đối tượng bên ngoài đảo Java. Theo đó, các loại thuốc gồm thuốc điều trị và vitamin sẽ được phát đủ dùng trong vòng một tuần dành cho các bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng, bệnh nhân bị sốt, mất khứu giác và những người bị sốt và ho khan. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 7, chính phủ Indonesia cũng sẽ bắt đầu cung cấp lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế. Hoạt động hỗ trợ này sẽ được lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, cảnh sát và nhân viên y tế phối hợp thực hiện. Số liệu của Bộ Y tế Thái Lan ngày hôm qua cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Thái Lan đã có thêm 98 ca tử vong vì dịch COVID-19, con số trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Tính đến nay, Thái Lan đã có tổng cộng 3.032 người chết vì COVID-19. Thái Lan từng được coi là một trong những hình mẫu ứng phó đại dịch COVID-19 khi dịch mới bùng phát từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, việc chậm trễ tiêm chủng trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 khiến Thái Lan nhanh chóng rơi vào tình trạng căng thẳng. Hầu hết bệnh viện ở thủ đô Bangkok thiếu dường cho người bệnh. Bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng được khuyến cáo tự cách ly và điều trị tại nhà. Liên quan đến quá trình điều tra sự kiện tổng thống Haiti bị ám sát hồi tuần trước, cảnh sát nước này hôm qua đã bắt giữ đội trưởng bảo vệ an ninh của tổng thống. Nguồn tin từ người phát ngôn cơ quan cảnh sát quốc gia cho hay các công tố viên đang điều tra lý do tại sao lực lượng an ninh tại dinh thự tổng thống đã không kháng cự mạnh mẽ hơn khi những đối tượng tấn công đột nhập và ám sát tổng thống. Cùng ngày, cảnh sát trưởng Haiti cho biết vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise đã được một nhóm lính đánh thuê lên kế hoạch từ nước láng giềng Cộng hòa Dominica. Theo đó, hình ảnh thu được cho thấy hai nghi can chính đã gặp chính trị gia đối lập Jean-Jean Joseph tại một khách sạn ở Santo Domingo. Hiện hai nghi can này đều đã bị bắt, trong khi chính trị đối lập Joseph đang bị truy nã. Trước tình trạng bạo loạn và cướp bóc nghiêm trọng suốt tuần qua, Nam Phi hôm qua đã triển khai 10.000 binh sĩ trên đường phố để hỗ trợ cảnh sát ổn định tình hình. Cho đến nay, đã có nhất 117 người thiệt mạng do tình trạng bạo lực và hơn 2.200 đối tượng bị bắt. Tính đến sáng qua, đã có khoảng 10.000 binh sĩ hiện diện trên đường phố để giữ gìn trật tự tăng gấp đôi so với một ngày trước đó. Đây là lần triển khai quân lớn nhất ở Nam Phi kể từ năm 1994 đến nay. Bộ Quốc phòng Nam Phi cũng đã kêu gọi quân dự bị tham gia hỗ trợ quân đội và cảnh sát. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nam Phi đã đề nghị Tổng thống triển khai 25.000 quân để nhanh chóng chấm dứt tình trạng bạo lực cướp bóc đang ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước này. Hôm qua, Thủ tướng được chỉ định của Liban Saad Al-Hariri đã tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ thành lập nội các mới do không thể đạt nhất trí sau cuộc gặp với Tổng thống Michel Aoun. Động thái này có nguy cơ đẩy quốc gia Trung Đông này chìm sâu trong khủng hoảng. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp kéo dài chưa đầy 20 phút, ông Al-Hariri cho biết đã không đạt được đồng thuận với Tổng thống Aoun và đây cũng là lý do ông xin rút khỏi nhiệm vụ thành lập chính phủ. Trước đó một ngày, ông Al-Hariri đã trình danh sách nội các lên Tổng thống Aoun. Liban đã lâm vào tình trạng bế tắc chính trị suốt 9 tháng qua. Việc ông Al-Hariri được chỉ định thành lập nội các đã làm dấy lên hy vọng sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng ở quốc gia này. Lực lượng chức năng Colombia đã hợp tác cùng Panama và Mỹ giờ thu giữ hơn 5 tấn cocaine tổng giá trị lên tới 185 triệu đô la Mỹ khi đang tuần tra trên vùng biển dọc Panama và Mỹ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Colombia đã bắt giữ một xuồng máy cảng nghi từ Panama đi vào vùng biển nước này. Trong quá trình khám xét, các lực lượng chức năng đã phát hiện 81 bao tải khả nghi trên tàu, cùng 147 bao tải khác được giấu trong các cây xung quanh, bên trong cất giấu 5,4 tấn cocaine. Số cocaine này của băng đảng Clan Golfo, băng đảng tội phạm có quy mô lớn nhất Colombia, đứng đầu là daro antonio usuga tên này đang bị lực lượng chức năng colombia truy nã